Rồi các bác nhá, hôm nay anh nghỉ thì anh sẽ đi anh cu hoa cho các bác xem nghịch, hay gọi là con trăng nghịch đấy, thì cho các bác xem vui. Mời các bác đón xem video nhé. Các bác nào xem thấy hay nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Quá nhanh đúng không các bạn? Chào các bạn nhé, bạn nào cần lụp cứ liên hệ em nhé. Chào các bạn.